con kia đứng lại. Mày làm gì đấy? Anh bảo em đứng lại có phải là để đứng im đâu. Cấm gì đấy? Ly xì của em. Đưa ra xem nào. Con kia đâu? Không được bắt nạt em. Ôi ôi mẹ ơi. Sao đừng dạy đâu mà lì xì của em nha. Sao cháu đâu một tí vào anh như thế? Trẻ con sao hư thế hả? Đưa lì xì đây. Nhìn mẹ ra tay chưa? Nói nó phải cố ý. Tiền đâu? Mơ đây mà hút. Đúng nè, mẹ là con đấy. Con này hốt, mày cứ ở đây. Xong mày rồi, mẹ tao gọi đội. Dưới nơi kia kìa, mất dậy lắm. Hay hốt đi mà. Thằng Giang, mày thích bắt lặt bạn tao không? Yeah. Wow. Hai thằng già kia rắn đâu của con này à? Ai gọi